Bảo Anh lên tiếng về việc đi dự đám cưới ngồi chung, chụp hình chung với tình cũ Hồ Quang Hiếu. Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu cùng xuất hiện tại lễ cưới nhà Phương Trường Giang, khiến nhiều người đặt nghi vấn họ tái hợp. Cả hai đã lên tiếng về chuyện này. Trong đám cưới Trường Giang nhà Phương ngày 25 tháng 9, Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh cùng nhau xuất hiện, diện trang phục trắng tông sụt tông. Cả hai khá thoải mái khi chụp ảnh cùng nhau, cùng các khách mời, họ còn ngồi cạnh nhau trên bàn tiệc. Mới đây, bức ảnh ghi lại hình ảnh của Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu được lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh, Hồ Quang Hiếu chăm chú nhìn về phía Bảo Anh, trong khi Bảo Anh lại nhìn về hướng khác. Hình ảnh này được cộng đồng mạng ví như chuyện ngôn tình. Kể từ khi chia tay hơn một năm, đây là lần đầu tiên cả hai đi chung tới một sự kiện. Việc này làm rộ lên tin Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu tái hợp. Chia sẻ về vấn đề này, Bảo Anh cho biết họ chỉ là bạn bè bình thường. Trước đám cưới, Hồ Quang Hiếu ngại vì không quen biết nên đã gọi điện rủ Bảo Anh cùng đi với mình. Nữ ca sĩ cho biết cô đồng ý đi chung bởi hiện hai người là bạn bè. Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu vui vẻ tại đám cưới Trường Giang nhà Phương. Về bức ảnh ngôn tình đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, Hồ Quang Hiếu bình luận vui vẻ trên mạng xã hội, đang định hỏi thuốc làm trắng da mà chợt nhớ đang đi ăn đám cưới. Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu từng là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí Việt. Cả hai vướng nghi vấn tình cảm từ tháng 1, 2015. Tuy nhiên đến tháng 10, 2016, hai người mới thôi che giấu tình cảm và xác nhận đang yêu nhau. Nữ ca sĩ Anh Muốn Em Sống Sao tâm sự, tình cảm giữa họ phát triển dần sau những lần đi diễn chung ở nước ngoài. Đến tháng 10, 2017, Hồ Quang Hiếu xác nhận cả hai đã chia tay. Mối tình này khiến người hâm mộ tiếc nuối. Hải Băng khoe con trai giống Thành Đạt như hai giọt nước, fan hào hứng khẳng định đúng là bản sao hoàn hảo. Hình ảnh con trai Hải Băng cười rạng rỡ giống y hệt Thành Đạt lúc nhỏ khiến ai nấy không khỏi thích thú. Tháng 7 vừa qua, Hải Băng Thành Đạt đã chào đón nhóc tỳ thứ hai của mình. Trái với những cặp đôi khác, cả hai rất thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh bé lên mạng xã hội. Dù còn khá nhỏ, nhưng hầu hết người hâm mộ cho rằng con trai Thành Đạt và Hải Băng thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Mới đây nhất, Hải Băng tiếp tục gây chú ý khi so sánh ảnh hồi nhỏ của Thành Đạt với con trai. Cùng đôi mắt hiếp và nụ cười rạng rỡ, ai nấy đều nhận định đây là bản sao vô cùng hoàn hảo của Thành Đạt và không giấu nổi sự thích thú. Nhiều người còn tỏ ra khó khăn trong việc phân biệt đâu là Thành Đạt lúc nhỏ và đâu là con trai của anh. Nhóc tỳ thứ hai nhà Thành Đạt Hải Băng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Sau khi công khai tình cảm với Thành Đạt, Hải Băng nhận phải không ít lời chỉ trích vì nhiều người cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc tan vỡ. Bất chấp dư luận, Hải Băng vẫn rất hạnh phúc và hạ sinh cho Thành Đạt, một bé gái kháu khỉnh vào đầu năm 2017. Hơn một năm sau, nhóc tỳ thứ hai ra đời như minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của cặp đôi này. Uy quyền ngầm của danh hài Hoài Linh. Vị trí đàn anh bất khả xâm phạm của Hoài Linh không cần bất kỳ tranh đấu bon chen nào bởi nó được Hoài Linh xây dựng bằng những điều hoàn toàn khác. Thời gian này Hoài Linh ít xuất hiện hơn trước, không còn phủ sóng mọi kênh truyền hình, không còn chiếm lĩnh mọi game show, chương trình truyền hình thực tế. Anh bốn có lẽ đã có thể tạm cho mình chút thời gian nhẹ nhàng sau chuỗi ngày làm việc đầy mỏi mệt. Ai cũng biết nguyện ước cả đời của danh hài là căn nhà thờ tổ đã trở thành hiện thực. Hoài Linh không còn phải căng sức trên mọi lĩnh vực để kiếm tiền như chính anh từng thổ lộ. Có điều ngay cả khi ngôi sao làng hài lặng lẽ hơn, thu mình hơn thì ảnh hưởng cũng như sức nặng của Hoài Linh vẫn chẳng vì thế mà giảm sút. Hoài Linh sở hữu tầm ảnh hưởng ít ai bì kịp. Khoảng thời gian vài năm trước khi nhà thờ tổ được hoàn thành là lúc Hoài Linh gồng mình hết cỡ, xuất hiện cùng lúc ở cả chục game show, chương trình giải trí. Đã có thời điểm người ta bật kênh nào cũng thấy Hoài Linh. Từ đài trung ương cho tới các tỉnh thành, từ vai trò giám khảo cho tới MC khách mời, Hoài Linh có tầm phủ sóng vượt trội mọi ngôi sao giải trí. Giá cát xê đồn đại cao chất ngất của Hoài Linh cũng không thể cản mọi nhà sản xuất muốn có cái gật đầu của Hoài Linh. Dù như anh từng thẳng thắn nói, làm việc để kiếm tiền, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận sức hút quá kinh khủng từ thương hiệu Hoài Linh. Nhưng trong nghề từng tiết lộ, những thông tin đại loại, chương trình nào có Hoài Linh góp mặt là gần như thắng chắc. Ngoài sự duyên dáng ít ai bì kịp thì lượng fan khổng lồ của danh hài cũng là bảo chứng cho thành công của mọi chương trình. Không nhiều nghệ sĩ được lòng đám đông như Hoài Linh và chuyện một ngôi sao cùng lúc lên sóng vài ba chương trình giải trí, phượng anh khách gần như là điều ít thấy.
Chính bởi những lý do đó, lời xì xầm về uy quyền của Hoài Linh bắt đầu được người ta bàn tán. Quả thật, với vị trí của một ngôi sao chủ bài, không khó để tưởng tượng ra tầm ảnh hưởng của Hoài Linh ghê gớm ra sao. Không chỉ với nhà sản xuất, bầu show, tầm ảnh hưởng của Hoài Linh còn phủ sóng mọi ngõ ngách showbiz. Mọi lời nhờ vả của anh có thể đem lại cơ hội trong mơ cho một nghệ sĩ. Một cuộc điện thoại của Hoài Linh có thể giải quyết những vấn đề nan giải trong showbiz. Đó không chỉ là những tin đồn mà hoàn toàn có khả năng xảy ra ngoài đời thật. Đại ca không cần tranh đấu của showbiz Việt. Có điều tầm ảnh hưởng không phải điều duy nhất làm nên một anh bốn đầy uy vọng của làng giải trí. Bằng chứng là tới tận khi Hoài Linh giảm bớt công việc, show diễn, lặng lẽ hơn với những công việc tâm linh, thì vị trí độc nhất vô nhị của anh vẫn chẳng hề lay chuyển. Hãy nhìn lễ giỗ tổ quy tụ gần hết những ngôi sao showbiz của Hoài Linh, người ta sẽ hiểu vị trí của nam danh hài đáng nể tới nhường nào. Có thể nói ngoài Hoài Linh, không một nghệ sĩ nào trong giới có đủ uy tín để đứng ra tổ chức ngày lễ hoành tráng và đủ đầy tới thế. Mỗi nhà hát, mỗi sân khấu đều có lễ riêng, gửi tới tổ nghiệp, nhưng chỉ nhà thờ tổ của Hoài Linh được xem như điểm đến chung của giới nghệ sĩ của làng giải trí. Làm được điều đó không chỉ cần tới quyền lực, mà phải cần tới cái tâm và cái danh cỡ Hoài Linh. Đã từ rất lâu người ta mặc định Hoài Linh là anh cả của làng giải trí. Anh cả cũng đồng nghiệp với việc anh không có đối thủ và gần như không cần tranh đấu, bon chen với bất cứ ai. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, Hoài Linh cũng gần như không bất cứ ồn ào nào liên quan tới những điều tương tự. Thời điểm đứng trên đỉnh cao nhất của danh vọng, Hoài Linh lại càng không có lý do để chèn ép tranh đấu cùng ai. Ngược lại, điều anh phát tâm làm chỉ là xây dựng điểm tựa tinh thần, tâm linh cho mọi anh chị em nghệ sĩ. Từ đứng ra dàn xếp những vụ xích mích, giúp đỡ những nghệ sĩ khó khăn, cho tới kêu gọi nghệ sĩ xích lại gần nhau, những gì Hoài Linh làm đều không hề dính dáng tới chút quyền lợi nào của riêng mình. Thậm chí tất cả các công trình khổng lồ như nhà thờ tổ cũng được anh dùng cả đời thực hiện chỉ vì mong nghệ sĩ có một chốn gửi gắm niềm tin. Chính bởi lý do đặc biệt đó nên Hoài Linh mới có thể sở hữu thứ vị trí không có đối thủ của làng giải trí. Làm gì có ai có thể thay thế Hoài Linh làm những công việc khó khăn kia. Mỗi lần xuất hiện, anh sẽ luôn là ngôi sao được trân trọng, được nể nang nhất, dù ở bất cứ đâu. Đặc biệt hơn, vị trí đó của Hoài Linh không thể bị lên xuống hoặc ảnh hưởng bởi tiếng tăm quyền lực. Những nghệ sĩ đàn em dù nổi tiếng, giàu ảnh hưởng tới đâu đi nữa, họ vẫn sẽ gọi Hoài Linh là anh bốn một cách chân thành. Ngay cả khi danh hài thu mình lại trước những ồn ào giải trí, thì sức nặng của cái tên Hoài Linh vẫn còn nguyên vẹn. Bởi Hoài Linh có thể trở thành anh lớn của đa số nghệ sĩ, không phải vì những ánh hào quang. Dương Cẩm Linh gợi cảm hơn sau chia tay bố của con trai. Nữ diễn viên xây dựng hình ảnh bà mẹ đơn thân quyến rũ trong bộ ảnh mới. Dương Cẩm Linh vừa chia sẻ chuyện hôn nhân cách đây không lâu. Cô đã kết thúc mối quan hệ với nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa sau nhiều bất đồng trong cuộc sống. Hiện Dương Cẩm Linh dọn ra ngoài ở riêng, một mình nuôi bé William và được bố mẹ đỡ đần. Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả khiến Dương Cẩm Linh phải trở lại guồng quay công việc. Ngay sau khi cân bằng cảm xúc, cô hy vọng trở thành một người mẹ mạnh mẽ, nuôi con trai trưởng thành và ngoan ngoãn. Dương Cẩm Linh muốn bù đắp cho con trai sau đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ. Tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ gấp 5, gấp 10 ngày xưa vì bây giờ phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, nữ diễn viên nói. Chồng cũ của Dương Cẩm Linh vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi và chu cấp tiền học cho con trai. Để tìm lại sự tĩnh tâm trong chuyện buồn, người đẹp quyết định lên đường tới Nepal và Tây Tạng du lịch. Cô yêu thích không khí bình yên, lắng động ở vùng đất Phật. Thời gian tới, Á hậu điện ảnh năm 1999 tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất và làm MC. Cô hướng đến hình ảnh thanh lịch và gợi cảm. Phải gợi cảm của bà mẹ một con. Rớt nước mắt trước lời tâm sự mà anh trai Trường Giang dành cho em trai và em dâu mình. Sau đám cưới quốc dân Trường Giang Nhã Phương, anh trai của nam danh hài đã có những đôi lời tâm sự rất dạt dào cảm xúc dành cho em trai và em dâu mình. Trong mấy ngày nay, đám cưới cặp đôi Trường Giang Nhã Phương là một sự kiện nóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận. Đám cưới diễn ra hết sức long trọng, sang chảnh với sự góp mặt của dàn sao khủng. Ngày vui này cũng ngập tràn những khoảnh khắc cảm động đẹp đẽ của cặp đôi. Gần đây trên trang cá nhân của mình, anh trai Trường Giang đã có đôi lời tâm sự dành cho em trai và em dâu. Anh mượn hình ảnh đám mây lúc đen lúc trắng tại đám cưới để có đôi lời nhắn nhủ đến cặp vợ chồng son. Anh viết: anh mong hai đứa nhìn vào những hình ảnh của hôm đó để sống cuộc đời còn lại của mình với chỉ toàn mây trắng mà thôi. Có thể nói đám mây đen và trắng là hai trạng thái thời tiết khác nhau. Sau khi trời âm u, mưa gió thì ngày nắng đẹp đẽ sẽ đến. Có lẽ anh trai muốn nam danh hài và vợ của mình vẫn bước trong cuộc sống hôn nhân này.
Bởi có được ngày hôm nay, cặp đôi đã trải qua biết bao phong ba bão táp và cuối cùng đã có một cái kết đẹp trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Đám cưới Trường Giang Nhã Phương được trang trí bởi những đám mây vô cùng ảo diệu và bắt mắt. Với loạt ảnh lỗi toàn diện này, Lê Âu Ngân Anh lọt top hoa hậu xấu nhất thế giới cũng không oan. Lọt top xấu nhất, Lê Âu Ngân Anh cần chăm chút lại ngoại hình, mang khuôn mặt xưng húp đi thi quốc tế dễ bị phản đối. Đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Đại Dương 2017, nhưng Lê Âu Ngân Anh đến nay vẫn chưa bao giờ được công chúng công nhận là một hoa hậu thực sự. Hình ảnh đêm đăng quang của cô khiến nhiều người cho rằng Ngân Anh không đủ tầm để có thể trở thành một hoa hậu. Thậm chí mới đây cô còn được xếp vào top hoa hậu có ngoại hình kém sắc nhất thế giới. Có lẽ Lê Âu Ngân Anh là hoa hậu khiến cư dân mạng Việt Nam cũng phải choáng váng nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp. Không những ngoại hình kém xinh, phần ứng xử của cô trong đêm chung kết cũng khiến nhiều người cảm thấy thắc mắc tại sao lại đoạt giải cao nhất. Lê Âu Ngân Anh hiện tại đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2018 tại Thái Lan vào tháng 12. Nhưng gương mặt cô vẫn luôn sưng húp, khác hẳn với hình ảnh tự up lên Facebook khiến nhiều người lo lắng đi thi quốc tế sẽ làm xấu mặt đại diện Việt Nam. Sau khi đăng quang, các hình ảnh cũ với ngoại hình không được hấp dẫn của cô được cư dân mạng đào mộ hết lên. Bức ảnh được cho là của Lê Âu Ngân Anh còn là học sinh, quả thật khác xa với hình ảnh hiện tại. Tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng nhan sắc của Ngân Anh chưa bao giờ nổi bật. Gương mặt sưng húp của Hoa hậu luôn là đề tài bàn tán rơm rạ của mọi người. Tuy nhiên, Lê Âu Ngân Anh rất tự tin vào ngoại hình hiện tại của mình. Còn cư dân mạng thì vẫn rất khó khăn để nhìn gương mặt cô Ngân Anh. Có thời gian hình ảnh Ngân Anh được lan truyền, trong mặt đã bớt sợ nhưng đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương nhưng đôi môi vẫn tều như ngày nào.